cô giáo Thủy đã có những cái nhìn yêu đời, tươi vui và vô cùng trong sáng. Và tiếng hát cũng trong sáng như trẻ thơ. Giọng hát thiếu nhi của cô giáo Thủy đã luôn đồng hành cùng với thế hệ trẻ mốc của tình nguyện Lào Cai, đến với các em bé ở những vùng sâu, vùng xa còn nhiều gian khó. Và tiếng hát ấy đã vang vọng giữa núi rừng, hòa chung với những tâm hồn trẻ thơ, là động lực sống cho lớp trẻ noi theo. Và để tiếp nối chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng thưởng thức Hạt Gạo Làng Ta do giọng ca của nghệ sĩ Sao Thủy thì được trình bày.